Nổ nhà máy ở Trung Cộng, 13 người chết, 10 người mất tích, tin từ Sơn Đông. Một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất chất nổ công nghiệp tại tỉnh Sơn Đông của Trung Cộng đã khiến ít nhất 13 người chết. Ngoài ra, 19 người bị thương và 10 người khác bị mất tích. Theo một bản thông cáo của chính quyền thành phố Trương Châu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng theo giờ địa phương tại một nhà máy sản xuất chất nổ của công ty Poly tại thành phố Trương Châu, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, 34 công nhân đang có mặt bên trong nhà máy. Sức ép của vụ nổ khiến cho tòa nhà bị sập. Cạnh đó còn có 8 công nhân khác đang làm việc. Tính cho đến 9 giờ tối qua, 19 công nhân và 13 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Trong số những người bị thương, có 2 trường hợp bị thương nặng đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó. Lực lượng cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm 10 người bị mất tích. Theo nhân chứng, khu xưởng bị sập đa số là sản xuất chất nổ công nghiệp dùng cho khai thác mỏ. An toàn ngành công nghiệp ở Trung Cộng có tiếng là rất nguy hiểm, bất chấp nỗ lực của đảng cộng sản cầm quyền nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho hơn 150 triệu công nhân.